Thưa quý vị, tiếp ông Stephen Weil, thủ hiến bang Hạ Saxony của Đức đang thăm Việt Nam cùng đoàn 45 doanh nghiệp lớn của bang vào tối nay mùng 2 tháng 10. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị bang Hạ Saxony khuyến khích kêu gọi các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng phát triển tích cực. Hai bên thường xuyên duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam thành công của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào cuối năm ngoái. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, lao động, đào tạo nghề, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại hai chiều. Trong không khí chân thành, tin cậy, cởi mở, Thủ tướng đề nghị hạ bang Saxony khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Đồng thời có tiếng nói ủng hộ Quốc hội Đức sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn nước Đức đã giúp đỡ, ủng hộ vaccine trong thời điểm Việt Nam gặp khó khăn nhất trong đại dịch COVID-19, đồng thời đề nghị hạ bang Saxony tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho 10.000 người Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại bang. Thủ hiến bang Hạ Saxony chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế năng động, ấn tượng của Việt Nam sau đại dịch, cho biết đoàn 45 doanh nghiệp của bang đánh giá cao những tiềm năng và cơ hội hợp tác với Việt Nam. Thủ hiến khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng hiệu quả, thực chất. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ khiến 5 người tử vong, hôm nay cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán Đồng Nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính, tài xế xe Thành Bưởi để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Bước đầu, lái xe Tính khai nhận thời điểm gây tai nạn, tài xế này đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe 3 tháng vì lái xe khách chạy quá tốc độ. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên là do tài xế Tính lấn trái trên quốc lộ 20 rồi đâm trực diện vào ô tô 16 chỗ chạy chiều ngược lại. Cũng liên quan đến vụ tai nạn nêu trên, chiều nay Sở Giao thông Vận tải TP HCM xác nhận sẽ đẩy nhanh kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với hãng xe Thành Bưởi. Sở Giao thông Vận tải TP HCM quyết định đẩy nhanh việc kiểm tra và mở rộng thêm một số nội dung từ ngày 5 tháng 10 tới. Đoàn kiểm tra gồm 8 thành viên do ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định 100 hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp, bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn. Trong đó tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ theo thẩm quyền đúng quy định. Việc Thành phố Hồ Chí Minh siết hoạt động xe khách, xe giường nằm trong bối cảnh mới đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe giường nằm của nhiều nhà xe hoạt động trên địa bàn thành phố, cho thấy hoạt động của loại hình kinh doanh vận tải hành khách này còn nhiều bất cập, không bảo đảm an toàn. Chiều ngày 2 tháng 10, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết công ty đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim và phường Hoàng Liệt, đồng thời đề nghị lực lượng công an của hai phường vào cuộc điều tra vụ đổ trộm dầu thải ra hồ Linh Đàm. Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay các vết dầu đã lan rộng và bao phủ cả một phần mặt nước hồ Linh Đàm, phía đường công viên Bắc Linh Đàm và góc đường Nguyễn Hữu Thọ vành đai 3. Nhiều người đánh giá đây là váng dầu thải của máy móc như ô tô, xưởng sản xuất thải ra, sau đó có thể bị cá nhân tổ chức nào đó đổ trộm hoặc xả thải ra hệ thống cống xả chảy thẳng ra hồ Linh Đàm. Công an phường Hoàng Liệt và Đại Kim đang khẩn trương vào cuộc truy tìm nguồn gốc của dầu thải đổ trộm này. Liên tiếp trong các ngày từ 30 tháng 9 đến nay, chiều cường tại các sông ở khu vực các tỉnh phía Nam dâng cao, khiến nhiều đô thị bị rơi vào tình trạng ngập nặng, gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân tại các địa phương này. Sau đây là tổng hợp nhanh của chúng tôi.
Hôm nay ngày 2 tháng 10, chiều cường ở thành phố Cần Thơ lên mức 2,13m, vượt báo động 3 là 0,13m, đã khiến nhiều tuyến phố con hẻm biến thành sông. Nước lên cao đúng giờ cao điểm buổi sáng, tràn vào nhà dân, khiến việc buôn bán sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Từ hơn 6 giờ sáng, nước tràn lên từ các sông rạch bắt đầu bùa vây khắp nơi, tại đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, đoạn từ cầu Rạch Ngỗng đến ngã tư đường Võ Văn Kiệt, được xem là một trong những rốn ngập của Cần Thơ mỗi khi tới đợt chiều cường, nơi ngập sâu nhất gần hết bánh xe máy. Trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn trước cổng bệnh viện Tim Mạch Cần Thơ, nước ngập rất sâu khiến người dân đến khám chữa bệnh rất vất vả. Chiều cường lên cao và giờ cao điểm khiến người dân đi làm đi học phải vật lộn với tình trạng ngập nước. Dự báo mực nước chiều cường cao nhất chiều tối nay cũng ở mức 2,13m và sẽ xuống dần trong những ngày tới. Ngày đầu tuần mùng 2 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài từ sáng sớm đến trưa, khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Giao thông tại nhiều nơi hỗn loạn do mưa lớn ngay giờ đi học, đi làm của người dân. Cùng với mưa lớn, chiều cường vượt báo động 3 khiến một số khu vực trũng thấp như quận Gò Vấp, quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức cùng các huyện ngoại thành ngập nước. Còn tại Bình Dương, mưa lớn kéo dài kết hợp với chiều cường đã ngập nhiều tuyến đường trong tỉnh như Thích Quảng Đức, Bạch Đằng, Ngô Quyền, Trần Tử Bình, Văn Công Khai của thành phố Thủ Dầu Một. Quốc lộ 13 đoạn qua thành phố Thuận An, nước ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy và không thể di chuyển. Tối nay, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng của huyện đã giải cứu thành công 4 cháu bé đi chăn bò bị cô lập giữa dòng nước lũ. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, 4 em nhỏ trong lúc đưa bò về nhà qua suối Thác Hai, xã Ia Bờ Lứ bị mắc kẹt giữa suối do nước lớn từ thượng nguồn đổ về. Một cháu bị trượt chân, nước cuốn trôi nhưng rất may được người dân kịp thời phát hiện và giải cứu. Ba cháu còn lại phải trèo lên mỏm đá để lánh nạn giữa dòng nước xiết. Nhận tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cùng các phòng ban chuyên môn và lực lượng chức năng của huyện ngay lập tức xuống hiện trường tổ chức cứu hộ. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, đội cứu hộ đã giải cứu và đưa ba cháu vào bờ an toàn. Tiếp tục cập nhật về diễn biến của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường ASEAN 19. Hôm nay ngày 2 tháng 10, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn thi đấu. Đáng chú ý ở môn thi đấu Kurat, võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh đã giành tấm huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương duy nhất của Kurat Việt Nam tại ASEAN 19. Môn Kurat bước vào ngày thi đấu cuối cùng, vận động viên Võ Thị Phương Quỳnh đã thi đấu rất tốt. Rất tiếc là ở vòng bán kết, Phương Quỳnh đã không thể đi tiếp khi thua Baheri Zara với tỷ số 0-3 và nhận tấm huy chương đồng. Tin vui cũng đến trong buổi chiều hôm nay khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-0 để giành vé vào bán kết. Cũng trong chiều nay, ở môn cử tạ, Hoàng Thị Duyên thất bại cả 3 lần cử giật, bị loại ở hạng cân 59kg nữ. Cũng ở hạng cân 59kg nữ, Quảng Thị Tâm xếp hạng 6 với thành tích 92kg. Ở môn canoeing, nội dung thuyền đôi nữ 500m, đội đua Việt Nam để thua Kazakhstan, Thái Lan và vụt mất tấm huy chương đồng. Tối nay, nhà vô địch ASEAN 2018 Bùi Thị Thu Thảo đã bước vào thi đấu chung kết ở nội dung nhảy xa. Thế nhưng phải bước vào lượt nhảy thứ 3, Bùi Thị Thảo mới đạt thành tích 6m09, vừa đủ để vào chung kết. Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh cũng mướt mải đuổi theo các đối thủ là các vận động viên đẳng cấp châu lục. Chung cuộc, Nguyễn Thị Oanh đứng thứ 6 với thành tích 9 phút 57 giây 13. Ở chung kết 200m nữ, chân chạy Trần Thị Nhi Yến được kỳ vọng tạo nên bất ngờ, nhưng cũng không thể làm nên chuyện khi chỉ về đích ở vị trí thứ 7 với thành tích 23 giây 85.